Ngôi trường của em giờ bóng cây xanh. Chào năm học mới chúng em đến trường. Bạn bè thầy cô trang sáng theo em. Kỷ niệm hôm nay suốt đời em mang theo. Nguyện thì định hôm nay dựng xây cho mai sau. Em học hành chăm ngoan đoàn kết chung xây một lòng. Nguyện thì định hôm nay tương lai nguyện thì đình trường em tỏa sáng cho mai sau. Cô thương mến chào tất cả các bạn. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Trần Thị Ngọc Huyền, hiện đang giảng dạy tại trường tiểu học Nguyễn Thị Định, quận 12. Cô rất vui khi được đồng hành với các bạn trong tiết học ngày hôm nay. Các bạn nhỏ của cô có khỏe không nào? Ở nhà các bạn nhớ ăn đủ 3 bữa chính, uống đủ nước, tuân thủ thông điệp 5K để phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là phải ngoan, vâng lời bố mẹ và chăm chỉ học tập nhé. Cô tin chắc rằng những công việc này rất dễ với các bạn học sinh lớp 2 đó. Trong các tiết học trước, các bạn đã được đọc và tìm hiểu bài Vu Thiếp. Đã được nhìn viết bài Ông Tôi và làm bài tập chính tả có phải không nào? Bây giờ các bạn hãy mở vở ra, chúng ta cùng nhau bắt đầu học bài luyện từ, luyện câu nha. Hãy tập trung lắng nghe bài giảng của cô. Ở tiết luyện từ, luyện câu của bài trước, các bạn đã được học và tìm được các từ ngữ chỉ người trong gia đình. Biết đặt câu theo mẫu, giới thiệu về một người thân của em. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bài tập 3 và bài tập 4, trang 63, sách tiếng Việt 2, tập 1, bộ sách Chương trời sáng tạo, để tìm thêm một số từ ngữ về gia đình. Tên bài học hôm nay là Mở rộng vốn từ gia đình tiếp theo. Trước khi thực hiện bài tập của ngày hôm nay, các bạn hãy cùng cô khởi động bằng một bài hát nhé. Tập trung lắng nghe cùng cô nha. Có bà thật vui, em yêu gia đình của em lắm, có cha có mẹ quê quần. Em yêu gia đình của em lắm, có anh có chị thật vui. Em yêu gia đình của em lắm, có em bé nhỏ hay cười. Ba mẹ của ba thì gọi là ông bà nội, ba mẹ của mẹ thì gọi là ông bà ngoại. Còn đây là ba em, đây là mẹ em, anh trai là anh em, chị gái là chị em, đây là em bé nhỏ. Em yêu gia đình của em lắm, có ông có bà rất vui. Em yêu gia đình của em lắm, có cha có mẹ quây quần. Em yêu gia đình của em lắm, sớm hôm vui đùa cùng nhau. Em yêu gia đình của em lắm, lung linh hai tiếng gia đình. Bài hát rất hay và vui tươi phải không nào? Bây giờ các bạn hãy kể cho ba mẹ mình nghe. Gia đình của bạn nhỏ trong bài hát gồm có những ai? Ba mẹ hãy giúp cô kiểm tra xem các bạn đã trả lời đúng chưa nhé. Thời gian 10 giây bắt đầu. Đã hết thời gian rồi. Cô nghĩ rằng các bạn đã có câu trả lời rồi nè. Cùng kiểm tra với cô nhé. Gia đình của bạn nhỏ trong bài hát gồm có ông, bà, ba, mẹ, anh, chị và em. Cô tuyên dương các bạn có câu trả lời đúng nhé.
Bài hát vừa rồi sẽ giúp các bạn thực hiện tốt bài tập của ngày hôm nay đó. Hãy cùng cô tìm hiểu bài tập 3. Đọc yêu cầu bài tập 3 với cô nào. Tìm từ ngữ chỉ người thân và xếp vào hai nhóm: họ nội, họ ngoại. Cô làm mẫu giúp các bạn nhé. Ba của ba mình thì gọi là ông nội. Cô sẽ xếp từ ông nội vào nhóm họ nội. Tiếp theo nha. Ba của mẹ mình thì gọi là ông ngoại, nên cô xếp từ ông ngoại vào nhóm họ ngoại nhé. Dựa vào lời bài hát mà cô và các bạn vừa nghe, cùng với mối hiểu biết của bản thân mình, các bạn hãy tìm thêm từ ngữ chỉ người thân và xếp vào hai nhóm họ nội, họ ngoại nha. Thời gian 30 giây bắt đầu. Thời gian đã hết, các bạn đã có câu trả lời rồi đúng không nè? Cùng cô tìm hiểu các từ ngữ chỉ người thân thuộc nhóm họ nội nhé. Ba của ba mình thì gọi là ông nội. Mẹ của ba mình thì gọi là bà nội. Ông bà nội sinh ra ba và những người con khác. Vậy cô đố các bạn nha. Anh trai của ba thì mình gọi là gì nào? À, các bạn nhỏ thật thông minh. Anh trai của ba mình sẽ gọi là bác. Tiếp theo nhé. Chị gái của ba mình gọi như thế nào vậy các bạn? À đúng rồi, chị gái của ba mình cũng gọi là bác. Thế thì cô, chú là từ chỉ ai vậy các bạn? Cô nghĩ là các bạn sẽ trả lời rất nhanh nè. Cô là em gái của ba, còn chú là em trai của ba. Bây giờ cô và các bạn cùng tìm hiểu từ ngữ chỉ người thân thuộc nhóm họ ngoại nhé. Ba của mẹ mình gọi là ông ngoại. Mẹ của mẹ mình gọi là bà ngoại. Ông bà ngoại sinh ra mẹ và những người con khác. Các bạn hãy trả lời thật nhanh giúp cô nhé. Anh trai của mẹ sẽ gọi là gì? Đúng rồi, anh trai của mẹ mình sẽ gọi là bác. Vậy chị gái của mẹ thì gọi thế nào các bạn? À, rất chính xác. Chị gái của mẹ mình cũng gọi là bác. Thế thì em gái của mẹ và em trai của mẹ sẽ gọi như thế nào? Các bạn hãy trả lời thật nhanh nào. À đúng rồi nè. Em gái của mẹ sẽ gọi là gì? Còn em trai của mẹ mình gọi là cậu. Bây giờ, các bạn hãy đọc cùng cô các từ ngữ chỉ người thân thuộc hai nhóm họ nội và họ ngoại nhé. Các từ ngữ chỉ người thân thuộc nhóm họ nội là ông nội, bà nội, bác, ba, cô, chú. Các từ ngữ chỉ người thân thuộc nhóm họ ngoại là ông ngoại, bà ngoại, bác, mẹ, dì, cậu. Cô và các bạn vừa tìm hiểu xong các từ ngữ chỉ người thân. Các bạn hãy ghi nhớ các từ ngữ này để xưng hô đúng với người thân trong gia đình của mình nha. Cô tin chắc rằng các bạn nhỏ của cô sẽ vận dụng thật tốt kiến thức mà cô vừa cung cấp. Tiếp theo bài học hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng luyện đặt câu nhé. Các bạn hãy chú ý lên màn hình xem yêu cầu của bài tập 4 là gì nha. Các bạn đọc cùng cô yêu cầu bài tập 4. Đọc 1,
hai câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3. Bài tập 4 yêu cầu chúng ta làm gì vậy các bạn? À, bài tập 4 yêu cầu chúng ta đặt câu. Trong câu phải có chứa từ ngữ mà cô và các bạn vừa tìm được ở bài tập 3. Các bạn hãy chọn cho mình một từ ngữ chỉ người thân thuộc nhóm họ nội hoặc một từ ngữ chỉ người thân thuộc nhóm họ ngoại. Sau đó các bạn hãy đặt một câu với từ mình vừa chọn nhé. Các bạn có 30 giây để đặt câu và nói cho ba mẹ nghe câu mình vừa đặt được. Ba mẹ sẽ hay cô lắng nghe câu của các bạn đặt nhé. Đã hết thời gian rồi, cô nghĩ là các bạn nhỏ chúng ta ai cũng đặt được một câu cho riêng mình phải không nào? Bây giờ đến lượt cô nhé. Trong các từ thuộc nhóm từ ngữ chỉ người thân họ ngoại, cô chọn từ bà ngoại. Các bạn chú ý lắng nghe cô đặt câu với từ bà ngoại nha. Cô có câu: bà ngoại nấu ăn rất ngon. Trong câu bà ngoại nấu ăn rất ngon có từ ngữ nào chúng ta đã tìm được ở bài tập 3 vậy các bạn? À, cô nghĩ các bạn sẽ nói được thật nhanh, đó là từ bà ngoại. Trong câu bà ngoại nấu ăn rất ngon có chứa từ bà ngoại mà chúng ta đã tìm được ở bài tập 3. Vậy khi viết câu, các bạn cần lưu ý điều gì? Các bạn có 10 giây để trả lời câu hỏi của cô. Thời gian đã hết. Các bạn lắng nghe cô nhắc lại nha. Khi viết câu, chúng ta phải viết hoa chữ cái đầu câu và cuối câu viết dấu chấm. Cùng nhắc lại lưu ý với cô nào. Khi viết câu, phải viết hoa chữ cái đầu câu và cuối câu viết dấu chấm. Với câu mẫu của cô tin chắc rằng các bạn sẽ đặt được một câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3 và sẽ viết được một câu thật hoàn chỉnh. Vậy là cô và các bạn đã tìm hiểu xong bài học ngày hôm nay. Mở rộng vốn từ gia đình tiếp theo. Gia đình là những người quen thuộc, thân thương gần gũi với chúng ta. Các bạn cần nhớ các từ ngữ chỉ người thân chúng ta vừa học để xưng hô đúng. Phải luôn kính trọng ông bà, ba mẹ, các bác, cô, chú, cậu, dì của chúng ta. Phải luôn yêu thương, giúp đỡ các anh chị và nhường nhịn các em nhỏ. Có như thế thì gia đình sẽ mãi vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Sau khi đã lắng nghe bài giảng ngày hôm nay của cô, các bạn hãy hoàn thành bài tập 3 và bài tập 4 và phiếu học tập nhé. Cô tin rằng nhiệm vụ này rất dễ với các bạn, có phải không nào? Cô rất vui vì các bạn đã dành thời gian xem hết bài giảng này. Trong quá trình học tập, nếu gặp khó khăn, các bạn hãy nhờ ba mẹ liên hệ với thầy cô của mình nha. Thầy cô sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ cho các bạn đó. Cô chúc các bạn luôn khỏe mạnh và hãy nhớ thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo. Cô thương mến chào tạm biệt các bạn.